những dòng thuốc cân phù hợp với cung hoàng đạo của bạn. Thứ bảy là cung thiên bình, vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên lại hay lưỡng lự đứng núi này trong núi nọ. Những bạn thuộc cung này thì nên nuôi cô ghi buôn pháp bất mặt sệ. Thứ tám là cung bò cạp, có tính cách khó đón giản dị nên thường cô đơn và trống vắng. Những bạn thuộc cung này thì thường nuôi mèo anh lông ngắn, mèo labrador, mèo golden hoặc là chó châu châu. Thứ chín là cung nhân mã, phóng khoáng lạc quan và thẳng thắn, tuy nhiên lại dễ mất tập trung và ham chơi. Những bạn thuộc cung này thường dễ nuôi husky, corgi và lạp xưởng. Những dòng thú cưng phù hợp với cung hoàng đạo của bạn. Thứ mười là cung ma kết, nghiêm túc, chân thành và lãng mạn, tuy nhiên lại lạnh lùng và không giỏi ăn nói. Những bạn thuộc cung này thì nên nuôi golden, labrador, mèo anh lông ngắn và mèo scottish. 11 là cung bảo bình, thông minh, thích khám phá, tuy nhiên lại lạnh lùng và rất khó làm thân. Những bạn thuộc cung này thì nên nuôi lạp xưởng nè, chiêu vua nè và chó phú quốc. Cuối cùng là cung sông ngư, rất tốt bụng và trong sáng, tuy nhiên lại hay mơ mộng và dễ bị cảm xúc chi phối. Những bạn thuộc cung này thì nên nuôi Shiba và Akita.